Nè, đưa đưa chú bắn anh em. Nè, bắn này. Đấy, bắn này. Đấy. Bắn này. Bắn đi rồi kìa. Bắn này, bắn này, bắn này. Đấy, tầm bắn. Bắn kìa. Đấy, giật đấy. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trận đấu giữa Poca FC lượt trận thứ tư Real Tobama. Vâng, một cú sút xa mở đầu là một cú sút xa của Văn Huy nhưng đã bị cản phá. Vâng, ở trong trận đấu trước các cầu thủ FC Poca tuy là người sở hữu kỹ thuật bóng rất tốt nhưng ở những phút cuối cùng trận đấu thứ hai họ lại để thua FC VNFC với tỷ số là 2-0. Đồng nghĩa với việc các cầu thủ FC Poca vẫn đang đứng cuối bảng xếp hạng. Trong trận này thì Real phải ghi bao nhiêu bàn thì mới được có thể là ấy được nhỉ? Anh Hoàng nhỉ? Ghi bao nhiêu bàn thì có thể vào trong? Chưa gì nào với Selema chưa? Chưa, chưa. Chưa đúng không? Ừ. Trong trận đấu này các cầu thủ Real Roma buộc phải thắng mới có lợi thế để vào vòng sau. Và nếu thắng cũng phải thắng với tỷ số cách biệt khoảng 3-0. Biết là thế mình cũng phải thắng đại cầm đập nên sao mà thắng mà thắng. Vâng, trời rất bình tĩnh đến từ phòng ngự của Real Tobama. Các cầu thủ đang chơi một thế trận thoải mái nhất có thể. Không được rồi. Hiện tại chưa có gì gọi là các thằng cá. Văn Huy. À, cái gì? Lê Huy. Sút ra. Không được. Tên Huy thì cái thân hình to hơn đó là dễ hàng phòng ngự chắc giờ đây em đã thì đó đến hiện tại 2 phút bây giờ thì tôi được nó đặt đỏ đấy thì không được rồi bàn sai không được. Pha chọc cánh. Huy gì? Sút là Huy ơi. Sút ra. Không được. Như cục cái FC đá không có sức sống. Chán. À,
liên tục là những pha không hiểu ý nhau, đưa bóng ra ngoài đường biên và tạo nhiều cơ hội cho dành cho Real Tolima. Nhưng liệu Real Tolima có nắm chắc được cơ hội không? Tuấn Anh không được rồi. Chí Đạt pha xử lý rất bình tĩnh. Chí Đạt xuất sắc. Liên tục là pha xử lý rất bình tĩnh. Nhưng khi đưa ra làm công thì lại quá là lỏng lơ, thiếu sự chuyên nghiệp. David liên tục là người cầm bóng. Vâng, rất lắt léo. Huy ơi, làm gì? Không được. Nhìn từ pha chân trái từ Huy. Và săn nhanh. Á, săn nhanh. Trời ơi. Bình tĩnh nào các anh ơi. Bóng chân của Coca FC nhưng trọng tài không như vậy. Và phản công nhanh. Real hay quá. Kéo vào. Làm gì đây Quý Dương? Của anh đã nói lên rằng Real Tolima bất diệt. Thật là cảm giác. Vâng. Tại sao chị em ở ngoài lại không hề hô được như cả anh em nhỉ? Không, dạo gần đây không thấy, còn thấy chị Thanh gọi là thế nào? Thế đấy, không được Tuấn Anh một pha sút quá hay, nhưng đã bị phòng ngự của Coca FC cản phá. Vâng. Vâng, rất tuyệt vời. Mình thấy rất tỉnh táo. Và có những anh đã làm được trở thành dễ. Không có gì cả. Và họ đang xếp dàn phạt góc để Coca FC dành cho Real Tolima. Không được rồi. Không có gì là nguy hiểm. Như ban đầu tôi đã nói thì Coca cần việc ghi bàn của Real Tolima là thời gian thôi.
đâu, thời gian nhỏ đã trôi qua. Vậy của Real tôi vẫn rất chắc chắn. Chết. Còn pha sút bóng mình đi hơi cao của Huy. Huy béo. Các bạn là Huy béo. Không có gì nguy hiểm cả. Họ đang bắt đầu cảm thấy chán với những đường chuyền rồi. Vất tiếp là Larry. Chưa vào không được. Tuấn Anh tại sao không lao vào? Cái gì nào? Anh hình như vẫn chưa quen với thời tiết của trận đấu cho lắm. Vâng, không có gì nguy hiểm cả. Và mình cứ giữ bóng thôi anh ạ, mình đang thắng mà. Và trao đổi bóng của thủ môn. Hiện tại mùa giải năm nay thì ai sẽ được giành quả bóng vàng và chiếc giày vàng đấy ạ? Cao cô cái về nhì. Về vào chung kết để vào tuần trên rồi làm hết rồi. Cô cái. Vâng, rất khó. Đình kinh. À, cái đợt mà chơi hơi khó. Mấy chục đội đá. Pha đẩy sau đến từ Tuấn Anh. Tuấn Anh ơi. Trời ơi không vào rồi em. Vâng, tiếp tục là Lê Huy. Lê Huy. Làm gì đây? Không được rồi. Đình Kính đã giải nguy. Pha phản công nhanh đến từ Coca. Liên tiếp là những pha phòng ngự vững chắc đến từ Real Toloma. Bên họ bây giờ nhìn trông đá bỏ rồi, nhìn như kiểu đá bỏ rồi. Bình Kính. Vâng, rất chắc chắn. Không thể qua được Bình Kính. Rất nhanh. Tuấn Anh có vẻ đang hơi bị ngộp ở trong trận đấu này. Lê Huy. Tiếp tục là Quý Dương. Và xử lý. Và còn. Tiếp tục là Lê Huy. Tuấn Anh. Bình Kính tôi nhầm. Là Bình Kính. Tốt quá. Oh, Huy. Trọng tài đã thổi còi. Lê Huy là người đang bị đau. Cố lên anh ơi. Tinh thần của Real Tutama. Thẳng như hôm qua. Cùng với kỹ thuật lắt léo. Với khuôn mặt hình động, liệu anh có thể đánh lừa được chú môn bên phía Coca? Hầu như là Coca không thể xâm nhập được vào hàng phòng ngự của Real Toloma. Đi. Sú sút. Vâng, rất tốt nhưng mà đã chạm vào thủ. Coca FC. Chen được có một quả biên dành cho Real. Tiếp tục là Huy. Sút. Sút. Quá lắt léo. Không có bàn thắng. Lê Huy. Vâng, tiếp tục. Tiếp. Không được. Tiếp tục leo. Cố lên Real Toloma. Rất bình tĩnh. Làm gì đây? Chí đạt. Vâng, rất hay. Rất tốt. Đã có lỗi đến từ tôi đang mong nữa sẽ làm mẫu đồ hả? Nhưng mà không. Trọng tài làm tôi quá thất vọng. Và một pha fair play đến từ cầu thủ Coca FC. Đây sẽ là một quả phạt nguy hiểm dành cho Coca FC. Liệu Real có làm được không? Không được rồi. Tiếp tục. Xuân Huy. Một pha rất lăn xả đến từ cầu thủ số 19 của Coca FC. Để nguyện người ta đang bình luận đuổi rồi đấy. Cú đá phạt. Ôi. Xuân Huy đã trao bóng cho đội bạn nhưng mà đã được giải nguy rồi. Tiếp tục là. Vâng, không có gì nguy hiểm cả. Tôi mong là Real Toloma sẽ ghi thêm được nhiều bàn thắng hơn nữa. Để tiến sâu vào bên trong hơn. Một pha
truyền hơi chút bất cẩn của Quý Dương nhưng không có gì cả. Còn bên ngoài thì cầu thủ Cường đang làm chữa khỏi chân để có thể tiếp tục trận đấu tiếp theo. Vâng, liên tục là pha rất đất léo. Không có gì cả. Đình Kinh, Quý Dương, Quý Dương ơi, Dương ơi, anh Dương ơi, không có gì cả. Một pha sút không thành của Quý Dương nhưng Đình Kinh đã bọc lót và ghi bàn. Cầu thủ số 24. Rất tuyệt vời. Tinh thần của các cầu thủ SC Coca đã đi xuống. Đi xuống. Vâng, tôi nhận. Vâng, cảm ơn cầu thủ bình luận viên Duy Hải. Cảm ơn các bạn đã sửa những lời tôi nói. Một ca quảng cáo đến từ anh Trần Quyết, nhà giá rẻ ở Hà Nội. Vâng, rất hay. Dường như là khi một Coca đang cầm bóng thì không thể xâm nhập được vào vòng cấm địa của Real Roma. Luôn là những lợi thế dành cho Real Roma. Mình Huy đang cầm bóng điên. Tuy nhiên cho các cầu thủ FC Coca. Đây là lấy được bóng. Được rồi, có vẻ như Quý Dương đang có một chút mệt và cầm bóng không được chắc như thường ngày. Không thể xâm nhập được. Quá hay. Không qua được khá một cầu thủ. Tiếp tục là Lê Huy. Không được. Và sút. Tài đấy giờ chúng ta thôi. Đi kích. Và lên bóng cuối cùng. Thank you.
Thôi sợ nhé rồi. Đây đứng bố nào đi này. Thời tiết đã bắt đầu mát rồi. Là tinh thần của các thủ. Cũng như thời tiết hay không? Bắt đầu dần 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 không thể lên được. Quá tốt Tuấn Anh, pha phòng ngự quá xuất sắc. Nhưng sau pha đấy là pha chuyền hơi nhẹ dành cho Đình Kính. Vâng, pha sút xa. Tuấn Anh, làm gì đấy Tuấn Anh? Chạy đi Huy. Vâng, ra còn pha phản lỗi dành cho đến từ cầu thủ Trí Hạt từ Real tới con mạc. Vâng, cầu thủ Vinh Tân đang điều chỉnh hàng rào. Làm gì đấy? Không làm gì đâu. Vâng, đã giải nguy không phải của Real Madrid rồi. Đây là cầu thủ có được sút tốt nhất của Coca FC. Có sút của thể đeo dọa. Vâng, một pha chuyền lỗi của Chí Đạt. Không làm gì được. Minh Huy hay quá Huy ơi. Tiếp tục là cảm hóa bóng. Vâng lại chết đi. Dạ đến số kia. Vâng, đã từng Huy Dương. Vâng, không có gì nguy hiểm. Và nguy hiểm là Vinh Tân đã xuất sắc cản phá. Vừa không đỡ được bóng. Ta đẩy sau. Từ... Còn đúng bia đấy, không okay. Nhưng mà trọng tài lại không không nhìn thấy. Sao vàng như là bia đấy. Sao vàng đi rồi. Đi về rồi. Sao vàng 2 số 2 phát rồi. Số 4 sau sao vàng cũng động chứ. Thì trận đấu không biết xong rồi 4-0. Mẹ đâu? Mẹ là mẹ. Bình thường trên video hay nhờ hai bọn kia tụi mình cách nhau. Rất bình tĩnh.
Quý Dương. Chuyền cho Lê Huy. Đình Kinh. Pha nguy hiểm. Không vào. Rất tiếc. Pha nguy hiểm. Thiếu một chút sự may mắn. Sao rồi? Chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi thì Đình Kinh sẽ có cú đút của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Và dàn xếp đá phạt. Đá thẳng vào trung lộ. Đây sẽ là một pha phản công nhanh của OKFC. Làm gì đây? Hay quá Tuấn Anh ơi. Đi em quay vắt từ lấy giờ mất mấy cảnh rồi. Từ lấy giờ không quay. Từ lấy giờ kiểu vì vẫn quay nhưng kiểu mãi thế là quên mất. Quý Dương. Nói hay quá. Một phát cười nhẹ đến từ Quý Dương. Anh bảo cầu thủ ra người sau đứng vào. Nào anh làm cái người đấy. Anh Dương làm cái người ấy. Dạ. Tiếp là những pha phản công của Kokai FC. Và Coca. Vâng. Và có ý đồ chơi xấu của cầu thủ số 21 bên Kokai FC. Nhưng mà chính là quả đấy là trọng tài là phải hô người xuống chứ lại cứ đứng trong thời gian rút thẻ đấy là không được. Và quả chấm tài quá Huy ơi. Tuấn Anh. Anh Dương bánh mì kẹp thịt. Đề nghị các cổ động viên không quá kích để cho các cầu thủ trong sân để có thể thi đấu. Và có những sự bất đồng đến từ đoán nào. Treo bóng.
Chưa có tiếng gọi, chưa có tiếng gọi của trọng tài, các cầu thủ đã đứng lại rồi. Trong tình trạng Covid như này mà các cầu thủ bắt tay nhau rồi. Sân đây, vâng, Văn Hiền. Anh sẽ để vào sân hay là vâng, rất sẵn đến từ Minh Tân. Rất bình thản. Vâng. Và rất khôn đến từ chuyền dài đến từ Chí Đạt, lại là Hiền, cầu thủ mới vào sân. Hiền dê bóng rất tốt. Hiền, Hiền, ôi trời ơi, tại sao không chuyền cho Dương? Trời ơi, cầu thủ thi đấu một pha lắt léo đến từ Văn Hiền, không thể truyền được cho Quý Dương. Và sút bóng vô lê luôn của Đình Kính. Anh có mái đầu rất là bạc, phải nói là xanh rêu. Rồi một pha chuyền xa, MC tiếp tục và nỗ lực của Minh Huy. Không hiểu nhau của Quý Dương và Lê Huy. Bóng quá nữa mới lợi.
Ôi kìa. Chân ấy đập đằng sau là chết rồi. Một pha giàn bóng rất phản. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, vẫn còn. Không được coi. Lê Huy. Tiếp tục là Lê Huy. Hiền. Chỉ còn một phút nữa thôi. Một phút cuối cùng. Ai sẽ là người tiếp vào vòng trong? Vâng. Bắn đi ạ. Có vẻ như bắn đi ạ, không được có duyên trong trận đấu này hôm nay. Vào nó có sự bất đồng đến từ Real Madrid. Lê Huy cầm bóng. Một phút cuối cùng. Pha bóng cuối cùng. Rất là đéo. Bắn đi ăn. Ok, bắn sút. Trời ơi, thằng này sẵn sút à. Đây, chưa thấy bóng vòi của trọng tài. Chính trận đấu trọng tài đã nhìn bóng rồi. Có vẻ như nó có sự tâm lý của
Xuân và Trung Anh đã được thay vào. Liên tiếp là những pha thiếu sự may mắn. Và bóng cuối cùng. Vâng, trọng tài đã khổ rồi, kết thúc trận đấu giữa Giai An Tô Ma và Quốc Ca FC. Tỷ số là 2-1 và chúng may mắn đến từ cầu thủ của Giai An Tô Ma. Văn Hiền sẽ đi khiển trách khá nhiều khi anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vâng, chúng tôi sẽ kết thúc tại đây và trận tiếp theo sẽ giữa là VNFC và Saitama FC. Tăng tăng tăng.